trả lời vấn đề cứ như là khi mận Mỹ nó hay đó, nó vừa mận mà nó vừa chơi, nó vừa mận mà vừa hưởng thụ, chứ còn mà nào mà Việt Nam mình đâu chống gậy mới 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 hưởng thụ thì nhà không có được cái gì hết, không được gì hết nó vậy đó. Khi mình thấy cái trời giàu có vậy lúc ấy vậy đó, ở Việt Nam ngộ chứ người bịch thuốc bị gì thuốc không phải như Mỹ này, mà đừng cái da chịu trăm gian hợp nhỏ xíu rồi. Cái này đừng bạn cái lá tít á, cũng như là ống 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 rồi vô trong dĩ tôi nói là đi đi Việt Nam đi về quê thấy dành xe dựng nằm á biết sao người nào cũng phê đi ăn đứa mới mua mấy triệu nè, triệu mấy người 3 triệu mấy, tháng nào cũng lên tháng rưỡi có tháng có người 2 tháng lên tới tháng trên xe toàn này cả nhà biết không, mình chứng kiến đấy toàn đi bác sĩ mà làm giàu cho bác sĩ tìm thuốc gì có không biết mình có kể chưa, mình nghĩ là về trong quê quê người nào mình nói trên đường đi gặp cái cô đó ốm nhom mà trong khi đi tới ngã bảy xứ mình ở Sóc Trăng ngã bảy rồi vô Vĩnh Phú á, cái người ta giữa đường thì người ta quen với lái xe nè, người ta lên người ta bán chả lụa nóng hổi à với nem với thêm bán bao thêm món gì đó quên này bao lạc xưởng chứ chả lụa đòn 70 ngàn đòn 70 ngàn, cái người ta trước khi bán thì người ta sắt miếng 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 để cho người ăn thử miếng 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 hết á, nặng mà ăn nóng hổi à ăn nặng mà mua à. Cái bà cái cô ốm nhộm này nè, cô mua cô ăn có ai có người ta cho cô ăn ngon quá, tôi hỏi vậy có bán một chút xíu không, có bán 5 ngàn không, nói không bán đòn 70 không dám mua, mà trong khi khoe cái bịch thuốc này nè triệu mấy triệu mấy uống thuốc rồi chúng ta mình bán cho ngàn mua ăn đi mình ăn vô mình mới có sức chứ phải không, thuốc là ăn dao 2 lưỡi mình yếu quá giật mình thôi ví dụ đi mà không dám ăn thuốc thì bao nhiêu cũng được hết thấy gõ gà vậy đó. Vì mình phải ăn ăn mình mới có sức chứ, ăn còn bổ hơn cái uống thuốc nổ vậy đó. Thấy bà nào mà đấy cứ phè bịch 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 nó bà chị dâu cô cậu mình Sài Gòn vậy đó. Ông bịch bà ông bịch bà chị dâu tới ngày mới đếm thuốc đếm qua đếm đỡ qua cứ giống như chị Thượng ở đây mình có chị bạn giống vậy người đếm thuốc ăn không dám ăn mà thuốc thì chịu cái gì mà. Chị Việt Nam này phong trào gì hồi đó ông bà ngày xưa ít có đi bệnh viện, khi nào mà đi bệnh viện là bệnh nhiều lắm rồi đó, có người nó mổ sợ mổ chết rồi tới Việt Nam nói trời ơi ai mà đi Sài Gòn mổ là chết rồi, đây là chết rồi, có nghĩ gì không, bây giờ bệnh tới chín mùi rồi đó là mới hay gì bây giờ bác sĩ với tiệm thuốc làm giàu là gì đó thấy là hôm đó tôi cứ về học nhỏ cháu dâu nghe nó chở sao mà trên xe sao toàn thuốc ông ơi toàn thuốc không vậy đi đi là bác sĩ không à, nghe đó vợ đen cái nó nói bà lỗi ơi ở đây lên Sài Gòn đi lên thành phố toàn là đi bác sĩ không có nhỏ cháu ở đường dăm 11 Hồng Dương cũng vậy á, anh đi bà bên quê nó ở cháu nó ở Giá Gai ở đâu mấy cái mệt lên người lên toàn là đi 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 bác sĩ không, lên nhảy nó ngày lên chứ đem cá đồng rồi lên đó rồi hả này nói gì nhỏ toàn là đi bác sĩ thôi ngộ chứ tại phải ăn uống đầy đủ, ăn uống đầy đủ vô nó mới chống bệnh được đó, nếu mà uống thuốc thuốc thì bao nhiêu cũng được hết mà ăn tiêu có đồng anh đồng cho lựa 70 ngàn à, 70 ngàn thì tính giờ bên này thì cỡ 6 giờ rồi 70 ngàn Việt Nam thì bao nhiêu à, có mấy bạc hả, có mấy đô à, nếu 3 đô thì 60 mấy rồi cho nó chưa được 4 đô la nữa bên Mỹ này. Nên đây ngồi nhìn mình thấy thích tìm hiểu gặp người này người kia à, tiện mà ống nhôm mà bà nào mà này đưa cái sự vợ túi ra nói tôi này mua 1 triệu mấy này mua 2 triệu mấy gì nói chuyện toàn là thuốc người lắm anh ra như nghĩ lại thấy thôi bây giờ nhưng mình nghĩ ngay bây giờ mình phải ăn uống đều
này mình cũng sướng đỡ được cái gì nè, sao không đỡ con cái là em phụ cho được với tem anh á, với tem anh đó. Rất là tốt chứ không thôi lấy cái tiền bạc xài thì tiếc quá, chẳng ví dụ như cũng hồi ấy nhưng mà có thứ tem phải ăn hết tháng đó, phải ăn cho hết nhờ vậy á đánh quà. Cho một người mà nếu mà 195 đồng thì từng cũng cần 50 rồi, ăn đủ á, người già ăn số sổ chứ đâu phải đâu, cũng mua đủ thứ thịt. Nó ngay thịt ở đây thì có mà chỉ thịt đùi là rẻ, thịt đùi rẻ hơn thịt ba gọi, thịt đùi thì rẻ hơn thịt ba gọi. Gà còn gà thì đùi rẻ hơn, nhưng mà mình thích ăn gà mà gà chạy bộ ở đây bán, gà nuôi á nó dai, còn gà công nghiệp thì nó hơi mềm. Hôm qua ông này đêm hôm nấu cà ri, nấu xì tế, nấu cà ri mấy đứa con này, anh Tú Anh có về rồi đem cho Bình Dương nữa, nhà nấu hai nồi, nồi hơi cay, nồi giống cay ăn cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi chấm mì rồi ăn cơm. Mình cũng thích ăn cơm cà ri nói vậy đó. Ông nấu ăn thơm lắm, cắt ống xào nấu ngon khéo tài vậy đây, người khéo nào đây cực này đó. Rồi người già ở đây á, ví dụ như mà có đi bác sĩ thấy cái mấy chị bạn á, giống như điển hình là cô Nguyệt cái má gì đi bác sĩ ở bên Na Tú, bên Bút Lịch mà gần cái biển á, cái bạn nè cái gì quên nè, cái gì mà chỗ chú Nghĩa ở nào mà quên chỗ đó kia bạn gì nè, ở đây nếu mà ở cái bạn China Town mà đi lại chỗ y đi 1 tiếng mấy đồng hồ tiền xe điện mà có xe ben là rước đi lại đó, rồi khám bác sĩ xong rồi ha thì mới mua đồ ăn ở Phú Tạo, mua đồ ăn hay là đâu đó đàng hoàng hết, lấy thuốc đàng hoàng hết, cái gọi điện thoại nó lại nó trở về vậy đó, không có đi sắp ngoài đó, rồi tính tiền bảo hiểm đó, tính tiền nhiệm vụ đó, rồi đi bác sĩ đó, để chở đi vậy. Rồi đi talabi cũng vậy đó, đi dự lý trị liệu đó, cũng vậy cũng đó. Rồi nó bỏ mình đó xuống rồi thì xong rồi cái gọi điện thoại nó lại nó rước mình rước đi vậy nè, ngắm cảnh đi vòng vòng ngắm cảnh coi phố phường nói vậy đó. Mình thì thích coi phố phường, có chị mấy chị bạn mình đi không có để ý mấy chuyện đó, không có để ý. Có số người không để ý. Thành ra có như chị chế chế viên tới dậy mất rồi, 70 tuổi dậy mất rồi, tội nghiệp mất rồi, năm năm mấy rồi tháng năm phải không, tháng chắc ở khoảng tháng năm rồi, tháng năm cả đời qua đây nấu cơm chồng còn đầu còn đi hãng may, đi cái đi may đó, đi may chồng thì ủi xương đi nay đi về, thằng Hùng á lúc còn nhỏ cháu sinh năm 79 mà lúc đi qua đây là năm 80, 87, 88 vậy. Cháu nó cũng 7, 8 tuổi ở nhà, nó mở cửa vô trời lạnh về y bị cảm luôn á, đâu phải xiển giọng đâu, ở Mỹ này không có xiển giọng, xiển tại vì không có nịch cổ rồi sát như nào, cứ đi về bị cảm hoài là bị xiển luôn đa số vậy, chứ không phải xiển giọng như hồi xưa rồi. Có cái vô nay mà vô mở cửa vô á thấy con y nằm như chó còi, Hùng á nó có 8 tuổi, thằng lớn thì nó đâu lớn đâu biết, thành đâu biết, có 2 đứa dài nằm ấy, nói cái quyền nói cái dần biết không, tôi mở cửa thấy con tôi đi về khuya nằm như con chó còi vậy đó, tội nghiệp chứ, cứ kêu nói má gì đó, nói gì là nói đứa cừu nuôi con đi mặn gán chứ, mà tay chân ấy bệnh sĩ người bệnh quá mới nghỉ, rồi chồng ấy còn làm, rồi tôi nói ơi khi mà cái xương này vô nữa cái phổi nó bệnh chết mà ít tiền lắm, đi mặn chuyện khác đi, không ai giữ mà giác gan siêu thị người ta có cái giá ga đó, mình đến đó mình coi sốc người ta cho tiền thiếp mình, nhiều khi ta xách đồ ra đó mà y nghe lời, cái sau này y xin ở Tài Hòa ở đường chắc xin hai y xin được, thì nói cái dân nói tôi y xin được vô mặn, y mặn 2 ca tại ta bán một ngày tới nhiêu tiếng đó, y mặn có nghe y mặn sáng thì thằng cái người tạo kia mặn chiều, còn nếu mà y có ông chị đi mặn chiều ấy thì người kia bằng sáng đi vô đổi, ngày cứ kiếm ngoài cái tiền lương 8.000 mấy ra, nhưng mà y được tiền thiếp, y nói chơi nó vậy, để y bằng
cái ủi xương á, cái hơi nước lên như phổi. Thành ra mình có cái người bà con bên trong chồng mình hồi trương với bà nội đó, tức là ba cô giữ phụng hồi xưa đó, là ủi ủi quần áo, ủi người ta mà cái bằng ủi con gà đó. Bây giờ người ta ưa sưu tầm con gà mà bạn ấy nó mua nhiều tiền đó, ủi đó, ủi cái phổi đó. Tới chừng bác nó qua đây nè, là cũ nó qua đây nè, khi mình nói là qua mà nếu mà chịu đựng nổi thì nó không nổi rồi, nguy đó, cái bệnh cũ nó phát ra, bị khô phổi. Ở lúc mình qua nó là má nó là bị thực vật rồi, nằm ở trong bệnh viện thực vật. Năm mình qua đã bị thực vật rồi, sau này mấy năm rồi, chắc rút ống hay sao rồi chết. Chết thì ông này có đi đám tang, nó ngày hồi xưa rồi đó, mình ít có đi đám tang lắm, mình đi đi đám cưới nhiều chứ đi đám tang lắm. Mình đó, người ta dựng chú mình là năm 2006 mất đó. Trời ơi, mình giữ đám tang đầu tiên, trời ơi mình hết hồn cái gì, mình đâu có biết là bây giờ con cho thấy người khúc đâu không biết, trời ơi hết hồn cái gì luôn. Cái hồi xưa không biết đâu, rồi qua đâu mà 93 tới 2006 là mười mấy năm mới đi đám tang của chú đâu, còn đám tang người khác thì cho ông này đi, mình không có đi đám cưới rồi coi đi. Vậy người già ở đây nhờ nhờ chính phủ nó cảm ơn kiểu lắm, cái quê hương thứ hai của mình. Nếu mà không có bác Đình Bo hồi đó, ông ta Đình Bo ông người nói chứ không biết không, Mỹ này tôi cảm ơn Mỹ lắm, người Mỹ đã cứu tôi, cứ nuôi tôi tới đầu tháng cho tiền tôi, con tôi không cho tôi thì tụi nó bà ơi bà lên mà bà biết ổng thì bà đó rất là thông minh. Không lại mà mình thấy hai người ở đây nhà ông Liên Phong, chắc là ông Liên Phong đó là ông gì đó kìa, khi mình đã vô đó làm tài phú trời nay, ban đầu tính đưa ông vô làm cửa chài cửa ve, bây giờ từ giá qua nó có cho chống dịch á, bằng giấy động viên tại chỗ mà chưa được lấy giấy, rồi sau này mới làm mà hết rồi mới làm mà con một đó, con người lớn tuổi mới nhờ lão cũ đó. Cứ như là làm đứng con một á đó. Thành ra làm giấy ổng thì trong khi đó tỉnh đưa ông anh vô trong hãng Liên Hưng hay là gì đó, chỗ ngang Hoàng Diệu, Trần Diệu á, cái hãng đó tỉnh đưa ông vô trong cửa về thôi. Sao mà mua bán đó cái quen với ông chủ, có thấy cái ông tài phú á, lúc đó ổng làm cách mạng mà không biết, ổng lâu lâu cái ông năm ổng bệnh, ổng vô gần á, ổng bị sốt rét, ổng bệnh rồi cái sau này biết ổng làm cách mạng, ổng vô bưng á, ổng biết cái sau này ổng xin nghỉ hay sao đó, ổng đi qua ổng bệnh với ông Liên Phong mới kiếm tài phú khoa mới, cái mình đưa ông này nè, ông anh mình vô làm cái người ta tin tưởng mình nói ờ được được mà về đâu ổng đi hỏi ổng nói ổng cũng biết, hỏi ổng về đâu ổng tới dựng có tố ổng biết. Lúc đó từ giá qua mà cái ông chủ ông lên ổng bán vốn mình, ổng nói ừ sẽ chia là Quỳnh Tiểu Thơ này, nói cô nói anh cô biết sao mà có tố không biết vậy. Cái thì nói trời ông chủ thông cảm nha, tại vì hồi đó bận tiệm thuốc bắc, bây giờ qua cái hãng ghe rượu này thì ông chỉ đi, chỉ rồi ông làm nói, rồi nói ông thông cảm đi, cái ông nghe lời thầy mình mua bán nhiều thì ông mình mua rượu cũng nhiều lắm mà. Rồi đó Hải Phòng nè, cái ở cái gì Hưng nằm bên này ngang ngang chợ Hoàng Diệu, người Sóc Trăng biết liền à, đối diện chợ Hoàng Diệu á, cái ông cũng khổ là gì con vợ cũng gì phát của đó. Cái ông này nè ông làm tài phú đi, rồi cái giờ yên rồi chỉ thì tự tự cái toán được vậy. Bà chủ á, bà lại lấy tiền, bà lại lấy tiền thì mình đang tài phú, ông là bà lại lấy tiền thì mình cứ phát tiền ra rồi ghi vô nó, bà lấy tiền không gì giữ của cho bà, cho ông chủ không đưa bà, trời ơi bà giận quá trời luôn, bà nói không đưa tiền bà. Cái về học mình nghe mình nói trời ơi làm tài phú phải đưa tiền quá, bả là vợ ông chủ thì cứ đưa người tiền bạc nhiêu để nói bả lấy đó, tại sao thì làm gì kia cho bả ghét thì ông tắt vậy đó. Ông anh này ông bị ông bú quá nhiều vú rồi, dù sữa rồi thành ra ông phải bán đó đó nè đó, nói vậy đó. Đây cái gì mình nói gì vậy đó, cái mấy tái dựng lãnh lương á, biết sao không, trời ơi tôi nói ý là ông không có vợ con à, biết không, hai tháng rồi mà ông chưa lãnh lương. Tôi nói tại sao ông lãnh lương, nói thấy ông chủ gạt tiền quá. Với tôi nói trời ơi gửi ông mà có con mà hai đứa hai ba đứa có vợ con rồi, vợ con lấy gì sống.
ông để tới mấy tháng mới lãnh lương, cưỡng tới cái hàng Tết, cái hàng Tết tới hàng Tết lãnh lương á, mới làm gì không? Đi mua hộp bánh tay á, bánh tay đem đậy cho, cái mở ra hả? Cái sao? Hộp hộp bánh nó móc hết trơn, mở ra cái cũng có bánh mỹ á, mở ra móc hết trơn trong đó. Đó, giống như là bị cái bàn nè quá hạn á, tao mất luôn, có ăn gì cái bỏ. Vậy. Mệt giống như mình nói kể là mấy ông mà lanh lợi đó có mấy là vợ vậy thôi, phát của bà ông này phát của bà kia thì hơi mát mát vậy ha. Rồi để ai đợi khác thì để mình sẽ gặp lại, mình sẽ nói thêm nữa ha. Giống như mình nói đó là cũng như là người già mỗi mình vậy, đợt chị đó đánh tiền người 825 hoặc là 700 mấy nó tùy theo cái người, không biết nguyên nhân cho mình chưa hỏi kỹ, nhưng mình biết cái đó là người 721 là anh tính. Còn bác thì bác phản thế thêm thì 825, rồi tiền giấy thì 195 người, không biết sao ba của mợ tư được 260 mấy đó, mình chưa tìm hiểu đó. Rồi xem nó nè, thầy giới lại đây nó nè, thầy giới lại đang nói là tự giả. Bữa nay về mà giờ bữa nay làm ăn hai đứa đứng bên, đứng bên chừng lắm. Nó nãy lại nó thương. Nó nè. Đứng lên. Tao xe hello đi, xe hello ông bà cô chú. À đó. Đó, ăn xe xe hello nha. Mai cái này cũng như là long tham đó mới lại đây. Ok, xe hello cái nữa. Rồi nó nè, quát cho anh em. Nó nè, you just said my name. À you my you quên. Rồi how old? Eight. Hey, what's your name? Zoe. How old? Five. I'm six. Six. Okay. Yeah. Chị ha. Yeah, what's your name? Just no say your name ha. Okay. What's your name? Nana. Eight. Hey. Okay. Hey. Zoe six. Oh, good. Rồi. Okay. Say hello đi. Hello. Hello. Cưng đó. Nhìn mắt. Nhìn nhé. Cưng đó. Thank you. Yeah. Thích chị. Nói vậy đó. Từ cái mà người già ở Mỹ như thế đó, nhờ vậy đó thôi, vô nhà thương vài lần con mới hết gia tài, nhờ có bảo hiểm là mình dạy về Việt Nam rồi. Rất cảm ơn nước mình cũng như là cái quê hương thứ hai của mình. Thì ông tôi mới nói với nó cảm ơn tôi ở Mỹ, tôi ủng hộ Mỹ, nói vậy, nhờ vậy đó mà tôi mới có tiền xài. Ở mà có cái số tiền như vậy thì sống cũng khỏe, bảo hiểm thì có người lo, rồi ăn thì có cứ tem đồ, rồi ví dụ như hội đoàn á, người ta đãi ăn đó. Như gửi giấy lại kêu ăn chỗ nào lại ăn có tiền cho mình ăn. Như khi đó mình nói ở dưới nhà thờ đó, ăn đồng bạc mà ăn đồ nóng hổi luôn, đồ nóng hổi. Còn người trung lưu thì ý là người trung niên thì giữ không khe, có người thì giữ nít, nhưng mà mình thấy là giữ không khe tốt hơn. Già mình cũng được tiền hưu trí, mình đi Việt Nam ở cũng có lãnh tiền được, mấy nước như tư bản được hết, chỉ ngoài ra có Iran với Bắc Hàn. Bắc Hàn là kêu bằng Bắc Hàn, kêu bằng gì ha? Bắc Hàn ở bên Bắc Hàn Korea hay gì, North Korea là không có thôi. Còn mấy Việt Nam cũng lãnh được, có số người như chị Định là về bản, về bản thu là lãnh tháng chắc ngàn mấy, sống khỏe luôn, ngàn mấy cũng khỏe rồi. Đấy là khác là có về Bến Tre đó, về Việt Nam ghé Bến Tre thăm chị cũng được. Rồi đó chị nói cô ba khi nào mà ấy thì bà bệnh mà tới giờ cũng chưa đi, đi đợt khác mình đi. Vậy ha, cảm ơn nhiều nha, như cả nhà cũng như là cái đồng hành á, cũng như ủng hộ cái kênh Bầu Trời New York của mình đó, ủng hộ kênh Bầu Trời New York đó, đồng hành với mẹ con mình. Vậy cũng như nhớ là cũng như là nhớ mà subscribe là đăng ký
subscribe, đăng ký với mà like, share, comment nha. Cho cái ủng hộ cái kênh Bình Chọn Nhân Dân, chia sẻ với tất cả mọi người. Cũng như là bây giờ trốn nhà cũng như tránh dịch ở nhà rồi, thì cũng như gọi phone với những người quen biết đó nè, cũng như là ủng hộ cái kênh Bình Chọn Nhân Dân cô ba đi, coi những cái cảnh New York được mình quay ở ngoài cảnh tới hai mấy tập. Còn như thì cô ba cũng như là talk show lại dẫn chuyện mà nghe đang xả chết đó ha, nó xả chết. Như là bây giờ quan trọng là cái tinh thần mình, mà xuống tinh thần rồi mình bệnh. Như là mình á, ngủ một đêm thức dậy mình thấy mình còn sống là mình quá trời cái mình đại phước đó. Đậu mà không sao, mà qua cái trận dịch này á, là tất cả đều trên người, những người trên thế giới được bình an hết, từ cũng như là từ thế giới rồi tới từ các nước, ví dụ gì đó, trong gia đình đều được bình an hết là rất là đại phúc. Cái nạn dịch này quá, mới đây hai bữa nay còn bị lốc xoáy á. Cái tiểu bang Louisiana đó bị rồi, bị dịch rồi mà còn bị lốc xoáy nữa. Nhưng mà đây nè, bữa hôm qua gió cái cây bự đó nó gớt nhánh xuống dưới xe mình ở bên kế bên đây nè, đồn bay tùm lum hết trơn, ảnh hưởng đó, đến xa rồi đó, và vậy đó. Vậy ha, chúc cho cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu luôn luôn dồi dào sức khỏe, dạng sự như ý và gặp nhiều điều may mắn. Vậy ha. Đây, cái này mình cũng hơi lâu lâu xíu nào mình giữ cái thanh quản lại, tại vì nó hơi khan tiếng nha. Chúc cả nhà nha, nhớ là ủng hộ kênh Bầu Trời New York, đăng ký, share, like, subscribe, chia sẻ với những người mà quen biết đó. Cảm ơn nhiều, bye.